các bạn nha. Tết cây sabu chê chặt sáo nha các bạn. Bữa nay mình test cái viên bi các bạn. Rất là may mắn nha các bạn. Rất là may mắn luôn. Cây sabu chê chạc sáo các bạn. Làm ở đầu chạc tròn. Đầu chạc này có 12 nha các bạn. Do cái phôi nó nhỏ quá cho nên là làm cái đầu chạc nhỏ các bạn. Đầu chạc có 12 thôi. Rất nhỏ ha. Rất là ok ha các bạn. Rất là may mắn luôn ha. Cây sabu chê chính xác nó là chạc 59 chứ không có được 6 các bạn. Có 5.9 thôi chứ không có được 6 nữa ha. Thiếu 1 mm nữa mới được 6 các bạn. Rất ok ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.